Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, việc làm thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy các nguồn lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thực hiện cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh hiệp thương phối hợp với các đoàn thể đăng ký hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ, đồng thời tích cực vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện khác nhằm hỗ trợ giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền gần 142,5 tỷ đồng, tiền mặt trên 50,5 tỷ đồng, hiện vật quy tiền gần 92 tỷ đồng. Qua đó đã cất mới 673 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 33,45 tỷ đồng, sửa chữa 63 căn trị giá 682 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà cho trên 245.000 lượt hộ nghèo với số tiền 81,9 triệu đồng, trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 60.000 trường hợp với số tiền trên 14 tỷ đồng, trợ giúp học tập cho hơn 11.700 học sinh với số tiền 929 triệu đồng, hỗ trợ khám bệnh gần 2.300 trường hợp với số tiền trên 714 triệu đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 11,8 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động trên 176.760 phần quà với tổng trị giá gần 67,4 tỷ đồng để tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương để mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế đoàn kết, giúp nhau thoát nghèo bền vững, gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.